Đây là cái lối vào trong cái khu du lịch The Vizier. Thì mình thấy là một cái bảng hướng dẫn cũng như là giới thiệu về cái khu này. Cái khu du lịch này nó nằm kế cái sông Tắc. Sông Tắc là sông ở ngoài kia đó. Đó, hoạt động thông tin liên hệ cũng như là hoạt động từng cái khu được chia ra như thế nào. Rồi bảng giá vé ra làm sao. Đó, đây là bảng giá vé nè. Cái khu này bây giờ không còn hoạt động nữa nhưng mà ai muốn xem á thì có thể stop lại và xem. Là cái lối vào có ba ông Phước Lộc Thọ đó. Khu này bị bỏ chắc cũng khoảng 2 năm mấy gì rồi, không còn hoạt động nữa. Thế là sau Covid rồi bỏ luôn á. Có một cái hồ dưới đây nè, không biết có cá hay không, nhưng mà thấy có con vậy nó thả bong bóng á, chắc là cá, không biết phải không. Nhưng mà mấy cái bèo này kia nó nổi quá trời, chắc có cá, dưới này có cá. Mà trong này cũng muỗi nhiều nữa, mình mới đi lòng vòng mà muỗi nó bu nó cắn quá trời luôn. Củi nè, người ta chất củi lại một đống. Cái khu này á, nếu như mà mình đi vào tới đây nè, mình quẹo qua bên tay trái á là sẽ đến cái nhà hàng sinh thái, ra mấy cái chòi, cái nhà hàng sinh thái với lại khu vui chơi trẻ em, rồi cái khu mà bắn súng sờ cũng ở ngoài kia luôn. Nếu mà mình đi thẳng luôn á là hồ bơi vô cực đó, hồ bơi chảy dài xuống dưới kia luôn. Còn ở ngoài đây là một cái bãi cỏ, có ai phơi củi nè, quá trời luôn. Để mình sẽ vào trong cái khu nhà hàng thử ha. Sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài cái chỗ mà hồ bơi nè, muỗi nè, coi muỗi bay nè. Trời ơi, nó bay quá trời luôn, bay một đống luôn. Cái nội quy ở trong cái khu này á là không cho mang loa vào nha, và không sử dụng các thiết bị âm thanh giống như là loa vậy á, để tránh ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà mình nghĩ á là cấm cấm vậy thôi, chứ người ta muốn sử dụng người ta cũng sử dụng mà. Ừ, có một cái cuốn menu ở đây nữa nè, nhiều món lắm, để cho mọi người xem giá từng menu. Cũng bình dân ha. Coca-Cola 15.000, 15.000 lon cũng đâu có mắc đâu. Mấy cái siêu thị mini bán chắc cũng 11, 12.000 diện lon rồi. Nước suối 12.000 chai, có nước suối thì hơi mắc thôi. Đó, cà phê sữa đá. Rồi món nè, có là bánh mì ốp la, bánh mì cá mòi. Bánh mì ốp la cá mòi 35.000 cũng được. Nui thịt bò 40, bún thịt xào, mì xào hải sản, udon xào hải sản. Đó, cho mọi người xem hết menu luôn. Có ba khía nữa nè. Quá trời món luôn. Món gà, món tôm tùm lum á. Tôm thì tới mấy trăm ngàn lận.
Rồi hết rồi.